được, còn không thì cứ mình quả gì vậy. Ngồi ở lớp mình chúng mình ngồi vững chãi, vén lớp lên ngồi vững chãi trên hai xương ngồi, giữ lưng thẳng, hai tay chúng mình ngửa đặt nhẹ lên đùi, mắt nhắm vào, hít một hơi thật sâu, căng cơ bụng lên, thở sâu một hít sâu, căng cơ bụng lên, thở hấp sâu một rồi mình từ từ chắp tay trước ngực, rồi cả lớp cùng hô ba tiếng ôm để chúng ta kết nối với những lớp học. Hít sâu, sâu, hít sâu, tôi sẽ luôn thư giãn và để cho nguồn năng lượng của sự giận dữ đi ra khỏi cơ thể của tôi ngay lúc nó vừa xuất hiện. Tôi sẽ luôn thư giãn và để cho nguồn năng lượng của sự lo lắng không tồn tại trong tôi. Tôi sẽ luôn gìn giữ về năng lượng làm việc một cách chân thành và thành thực nhất. Tôi cảm thấy mẹ với tất cả người mọi loài trên trái đất. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho những người vô thức học được nhau thành người thân. Mình nói là từ từ nữa, tay chúng ta tìm ảnh và vào một cái tôi mở lòng học hỏi. Tôi cho đi kiến thức. Tôi sống với hiện tại. Với trong đều vào cuộc thôi quên quên vào bình an thì tôi cũng cúi chào nhau đã mắt tên tôi mới vào lớp vào kéo vươn hai tay lên và làm cử tay và cổ tay phở ra hạ nhưng mà nó cơ bản từ từ như người sau lưng phải mắt nhìn qua hai chỉ có môi trường tiếp vào kéo vươn hai tay lên thả lỏng khuỷu và cổ tay thở hạ lăng đầu ngón tay trái từ từ như người sang bên trái mắt nhìn qua hai chỉ có môi trường tiếp vào kéo vươn hai tay lên thở ra hạ lăng đầu của từng viên người sẵn sàng hít vào kéo vươn hai tay lên thở lên đầu ngón tay trái từ từng viên người đứng hít vào kéo vươn hai vai thở hạ lên đầu ngón tay phải từ từng viên người sẵn sàng hít vào kéo vươn hai vai thở hạ nâng đầu ngón tay trái được đứng lên hít vào kéo vươn hai vai từ đây chúng ta nghĩ về phía hông của mình tay trái ôm đầu gối phải xoay bạn người sang phải tay phải đưa lên sau hông đẩy phía sau lưng sau đứng lên ra xoay hít vào kéo vươn hai tay lên ra hạ năm hạ năm đầu ngón tay phải ôm đầu gối phải xoay lại người sang phải
Vào kéo thương hai lần. Thở từ từ xoay lại rồi sang bên này. Phải. Đẩy tay phải ra sau. Hít vào kéo thương hai tay. Thở xoay lại người sang bên trái. Hít vào nhẹ nhàng kéo vươn hai tay. Thở. Hạ lan đầu ngón tay giữa bụng trái bên dưới tay. Tay vào kéo vươn. Hít vào kéo. Thở. Hạ. Tay phải. Thở. Vào cổ. Hít vào nửa mặt xuống cằm. Cảm nhận được căng ở vùng cổ. Thở ra từ từ. Đưa cằm về sát mõm cổ. Cảm nhận cái vùng gáy đang được kéo căng. Vào dưới cằm cổ, cảm nhận đường căng ở cổ, thò ra ương cằm về sát hõm cổ, cảm nhận đường căng vùng gáy. Hít vào từ từ đưa cằm ngược cằm cổ, thò ra ương cằm về hõm cổ. Hít vào ngửa cằm ngửa cổ giữ ở đây cảm nhận được căng vùng cơ cổ và hai một thò ra từ từ đưa cằm về sát cổ, cổ cảm nhận điểm căng vùng gáy và một hít vào từ từ một cả lớp gương mặt từ xuống miệng thở ra đứng im nghiêng đầu sang bên phải đưa mặt về chính diện thở nghiêng đầu sang trái hít vào đưa mặt về chính diện thở nghiêng sang phải hít đưa mặt về chính diện thở nghiêng trái thở nghiêng phải mình giữ ở đây cảm nhận điểm căng cùng cổ vai trái và tay cổ hít vào đưa mặt về đối diện thở nghiêng đầu sang trái giữ và cảm nhận điểm căng ở vùng cổ tay như hai hít vào đưa mặt về chính diện thở từ từ chúng ta xoay cằm cũng chặt sang bên vai trái đưa mặt về chính diện thở xoay cằm cổ sang vai trái không biết đưa mặt về chính diện thở xoay cằm cổ sang vai phải hít vào đưa mặt về chính diện thở xoay cằm cổ sang vai phải thở xoay cằm cổ sang vai hít vào đưa mặt về chính diện thở xoay cằm cổ sang vai trái giữ và hai vào gương mặt họ từ từ chúng ta tách tay tay chúng ta ngửa đặt nhẹ lên đùi chúng ta nhắm vào tiếp vào một hơi thật sâu thở ra ngửa thở thật kỹ từ đầu
Vào 2 6 1 ít. Dạ. Mũi sâu kéo khí mạnh mẽ thì mình vào. Rồi. Thở. Đợi chú ý sang lòng. Để sống. Chắc là sau một ở được rồi bước sau các quý lên trình thuật rồi cả nước tôi hơi thở để đứng yên chuẩn bị miệng há trung dung và mũi thở miệng há trung dung hít sâu ngậm miệng mũi thở miệng há hít sâu ngậm miệng thở mũi há miệng hít sâu ngậm miệng mũi thở há miệng hít sâu ngậm miệng thở mũi há miệng hít sâu ngậm miệng mũi thở há miệng sâu ngậm miệng thở mũi tần cuối há miệng hít sâu ngậm miệng mũi thở rồi mời lớp mình đưa hơi thở về tự nhiên chuẩn bị hít mũi thở há miệng đẩy hết khí ra và mũi sâu sâu miệng ngậm miệng hít sâu há miệng thở mũi sâu há miệng thở mũi sâu há miệng thở nằm cuối cố gắng sâu miệng thở này hết hơi ra và lớp đưa hơi thở về tự nhiên từ chúng mình mở mắt chân miệng áp chân lại với nhau và hai tay chúng ta đan lại cùng với hai bàn chân chúng mình nhìn em hướng cho cô nào 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi từ từ mời vào lớp chúng mình thoát thế nào chúng mình vào trong tư thế với con bò mèo nhé chúng mình quỳ hai gối xuống
sao cho khoảng cách giữa hai gối bằng hông. Hai chân của chúng mình ký mũi chân lên, chúng mình đo khoảng cách từ khuỷu tay đến điểm cao nhất của ngón tay này đó. Chúng mình đặt cái cường tay của chúng mình vào cái điểm cao nhất đó, hoặc bạn nào thích có thể lên một ngón tay nữa nhé. Hai chân tách rộng vào hông, hai chân của chúng mình, hai tay của chúng mình tách bằng vai. Chúng mình nhớ xoay cái trỏ tay ra ngoài, xoay cái trỏ tay này, cái khuỷu tay này đó. Cái khuỷu tay này của chúng mình phải ở ngoài nhưng không được ở phía sau, nó sẽ cán vá. Chúng mình xoay như này, hút vào nèo lưng hông, siết bụng dưỡng dục quân cảm, mắt nhìn vào đặc biệt phía trước, thở mèo cuộn hồng, cuộn từng bước sống lưng nhìn xuống, hít vào để nó lưng hông, siết bụng xuống bỏ lại quân cảm, thở ra cuộn từng bước sống lưng nhìn xuống, vào lưng hông siết bụng xuống ngực vươn thẳng, thở ra cuộn hông cuộn từng lúc như vươn mắt nhìn vào rồi, hít vào lưng hông siết bụng xuống ngực vươn thẳng, thở cuộn hông cuộn từng lúc vươn lưng nhìn vào, hít vào lưng hông siết bụng xuống ngực vươn thẳng, hò vượt non cuộn từng bước sớm lên bước mình đổi, hít vào lần hông siết bụng xuống ngực tương tàng, hò ra cuộn hồng cuộn từng bước sống lưng mắt nhìn xuống. Cái chân của mình á, cái đùi của mình nó sẽ vuông góc với cái sàn nhà nha các bạn nhé. Các bạn đừng đừng để khoảng cách gần quá nhé Hoàng ơi. Hít vào lưng hông siết bụng dưới ngực vươn cằm, thở ra cuộn hông cuộn từng đốt sống lưng nhìn xuống, hít vào lưng hông siết bụng dưới ngực vươn cằm, thở cuộn hông cuộn từng đốt sống lưng mắt nhìn rồi, rồi hít vào đưa người về chung dung. Chúng mình chuẩn bị vào vài ba con mèo, hít vào lần hông tiếp tục đứng ngược quân cảm, thở ra cuộn hông cuộn từng đốt sống lưng nhìn rồi, hít vào lần hông tiếp tục xuống quân cảm, thở ra đẩy mông ngồi về góc chân về mèo ngồi, duỗi bàn chân ra ngồi đặt hông lên hai cái góc chân nhé các bạn nhé, hít vào đẩy người phía trước dưới cuộn quân cảm, thở quân ông từ lưng bắt qua nhường xuống, hít vào đẩy người phía trước dưới cuộn quân cảm, thở ra cuộn hông cuộn từng đốt sống lưng mắt nhìn xuống, hít vào đẩy về phía trước dưới cuộn quân cảm, thở ra chống tay xuống thẳng, từ từ chúng ta ý chân và đứng nhấc người lên lướt theo chân, từ từ đẩy đùi đẩy mông ra sau, ngả người về sau, thở ra từ từ thả người, chúng ta tay qua không chân vươn ra xuống về con mèo, lông thông tiếp tục chuyển hướng một phương cảm, thở ra quận thông
Cô lưng mắt nhìn vốn. Biết vào đèo lân thân. Chứng thực quân vào. Thỏ chúng ta giữ. Mà mẹ ơi, ông lên và mẹ ngồi sạc chân. Mà chơi chim. Vào chúng tôi không biết. Đẩy người phía trước. Vượt sạc. Lần hồng chiếc bụng chướng ngực vươn thẳng thở đẩy hông ra sau mông ngồi hót chân thở đù lưng ra họ rồi chống tay xuống đúng chân bước tay theo chân hít vào từ từ nâng nhẹ người lên đẩy hông
đầy đủ nặng nhẹ không sao họ từ từ hạ tay lướt tay xin lỗi vào cuối rồi đúng không rồi mời các bạn chúng mình đứng này đứng cho cô này đứng từ đây lại tách hai chân ra rộng hơn vai chúng mình nhấn xuống cửa xem là cái đầu gối của chúng mình vào giữa cái khe thứ hai thứ ba của chân chưa chính xác rồi chúng mình đặt tay ở cái bên dưới xuống nhé bắt đầu nhé hít vào từ từ nâng tay lên trước ngực thở ra xoay tay đẩy hết túi ra hiệu gối đẩy đẩy hết túi ra hai hít vào chân nâng tay lên trước ngực thở xoay tay hiệu gối đẩy hết hơi ra hai ba hít vào lưng vai lần tay xoay tay đẩy hết khí hạ một lần hít vào từ từ lần tay thẳng chân thở ra từ từ hít cuối hạ tay xuống nằm hít vào từ từ chúng mình lần chân đưa tay lên trước ngực thở từ từ hít gối hạ hông đẩy tay xuống nào từ từ lưng đầu gối lưng tay lên thở xoay tay hít gối hạ hông xuống nào hai lần nữa cố lên nhá hít vào nâng chân lưng tay lên trước ngực họ xoay tay cử đẩy hông ra sau vào lưng gối lưng tay họ xoay tay hiện gối đẩy hông ra sau thì đây chúng mình sẽ vào những video đây lần đầu ba lần thôi nha, ba lần nghỉ xong lần sau chúng mình sẽ làm 5 lần nha. Chúng mình vào trong tư thế ngồi xổm, hai tay của chúng mình chống các ngón tay xuống thẳng, hít một hơi thật sâu, mình lưng gót lên không bằng nhẹ nhá. Chúng mình còn nhớ không? Cần cô hướng dẫn lại không? Rồi, cô đã các bạn làm được rồi, vậy thì chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Hít vào, nâng bóp chân bật nhẹ, ôm, ôm. Các chú ếch nhảy lần 2 nào. Hít sâu, nâng bóp chân bật nhẹ, ôm, ôm. Lần 3 nào, hít sâu. Nâng gót chân bật nhảy ôm ôm rồi bây giờ các chú ấy đi ngủ thôi nhảy mệt rồi đi ngủ thôi chúng mình chân tách rộng hơn hông và chúng mình tự tay xuống vươn dài tay phía trước xuống hông lên phía trên và vào trong tư thế ếch ngủ và 2 1 rồi từ từ các chú ếch ngồi dậy nào chuẩn bị vào cuộc đua tiếp theo 5 vòng các chú ếch cố lên nhá vào trong tư thế ngồi xổm cô nào hít một hơi thật sâu bật nhảy nào ôm ôm lần 2 nhá hít thật sâu và lấy sức bật nhảy nào bật nhảy
Mình bán sâu vào nhá. Nâng góc sân bật nhảy nào. Hai lần nữa cố gắng lên. Hít sâu. Ếch bật nhảy nào. Lần cuối thành sâu. Nâng góc chân bật nhảy nào. Ô. Các chú ếch làm các bạn nhé. Xem cô thấy có sống vậy không? Rồi bây giờ chúng mình ếch nhảy mệt rồi đi ngủ thôi, và cứ thế làm ngủ nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Ngồi từ từ. Chúng mình duỗi chân là đang trong tư thế nằm sấp, chúng mình duỗi chân rồi nè. Vừa rồi chúng mình đã hóa thân thành những chú ếch ộp rồi, bây giờ chúng mình sẽ hóa thân thành những chú én bay lượn quanh khu rừng nhá. Để cô hướng dẫn lại tư thế chim én nhá. Chúng mình nằm ngửa, à nằm úp, tay xuôi theo thân. Hít vào, lông chân, lông tay, lông đầu lên. Đó là các chú én này. Sau đó khi mà các chú én bay nhanh thì chúng mình sẽ giơ tay lên phía trước này. Đó. Bay nhanh, bay nhanh. Bay nghiêng, giơ tay sang hai bên, bay nghiêng. Đó, nghiêng trái, nghiêng phải. Rồi bắt đầu nhá. Hít sâu vào. Các chú én chuẩn bị bay lượn nào. Đàn én nhỏ của cô chuẩn bị đua nhau bay nào. Hít sâu, lưng đồng thời tay chân và ngực lên nào, hở hạ. Lần hai, hít sâu, lưng đồng thời tay chân và đầu lên, hở hạ. Lần ba, hít sâu, các chú én lưng đồng thời tay chân và đầu lên nào, hở hạ. Rồi các chú én bay mệt quá, các chú én phải nghỉ chút thôi. Ôi, trời cũng chuẩn bị mưa rồi. Trời âm u, các chú én phải thức dậy và bay nhanh về tổ của mình thôi. Chúng mình giơ tay phía trên này. Trên qua đầu những siêu nhân bay ấy. Hít vào, lưng tay, lưng chân, lưng đầu lên nào. Bay nhanh về tổ thôi. Hở hạ xuống nào. Hít vào, lưng hai, lưng chân, tay và đầu lên. Hở hạ. Lần cuối bay thật nhanh, cố gắng lên nào. Hít vào, lưng tay, chân và đầu lên. Hở hạ. Trời gió to quá. Khiến các chú én bay nghiêng ngả, ngả nghiêng theo chiều gió. Chúng mình vươn tay sang ngang. Hít vào, lông tay, lông chân, lông đầu lên. Ở đây chúng ta sẽ bay lượn ngả. Nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng trái, nghiêng phải. Lần cuối cùng cố lên. Nghiêng trái, nghiêng phải, thở may quá các chú én về đến nhà rồi, mệt quá các chú én phải nằm nghỉ thôi. Chúng mình có thể vươn tay trái lên qua đầu và chống tay phải, từ từ chúng mình xoay người làm ngửa nhé. Chúng mình hóa thân thành những chú én hàng nữa. Hai chân tách rộng ra, hai tay của chúng mình cũng xôi theo thân tách ra. Sau, bỏ hết ra, cảm nhận hơi thở.
Hít vào thẳng. Bạn trong. Thở ra. Bạn xuống. Cảm nhận bắp chân. Thở ra, bắp chân thư giãn thả lỏng. Hít vào cảm nhận đầu gối. Thở ra đầu gối thả lỏng buông xuống. Vào cảm nhận bắp đùi. Thở ra bắt đầu hai môi thở ra hai môi thư giãn hít và cảm nhận thắt lưng thở ra thắt lưng thư giãn thả lỏng hít vào cảm nhận từng đốt sống các đốt sống nặng lòng nhưng hít vào cảm nhận vui rồi vai thở ra mở vai từ giãn thả lỏng hít vào cảm nhận hai hít vào ra bàn tay ngón tay thả lỏng sẵn hít vào một hơi sâu thở ra cảm nhận quanh cảm và vươn sống rồi học lớp mà lớp dính theo chân chủ động nhẹ đôi tay đang khi đây bàn tay lại và giữ cái tay còn kéo dẫn căng 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 có trong một số rồi từ từ chúng ta chống chân chặt lên nghiêng người sang tả thì từ từ ngồi dậy hay chúng ta đặt nhẹ lên mình chúng ta sẽ giữ lưng nhẹ lúc mình rồi mình cảm nhận cơ thể mình chúng ta hãy quan sát cơ thể xem cơ thể có nhẹ nhàng không hơi của mình chắc thay đổi người tôi không xin việc để
Ồ, oh, sang thì sang thì sang tôi thân chỉ cài đặt riêng chính lên bộ cài đặt chuyên môn cái tin cài đặt chút mực tôi xin mọi người cho là tin không cho được. Con chào Chào cô. các bạn. Các bạn có thấy buổi tập hôm nay thoải mái không? Hay là nặng không? Hay nhẹ không? Hay khó không? Dạ hơi khó. Khó ở đoạn nào vậy? Mai để lần sau cô sửa. Cái làm con mèo rồi sau đó quỳ rồi sau đó đứng lên cô. À. Cô đấy nó khó hả? Mấy bài này, những bài trước mình cũng tập bài đấy rồi. Thế lần sau cô sẽ giảm bớt nhé. Các bạn khác con thấy nào? Các bạn khác thấy nào? Con thấy thoải mái không? Cả. Chắc hết cảm giác buồn ngủ rồi đúng không? Vừa rồi cô thấy có bạn ép ngủ, chắc bây giờ hết buồn ngủ rồi đúng không? Dạ chắc vậy đó cô. Rồi. Đích này. Thế cô, Nè. các bạn có góp ý gì được không? Ừ. Dạ không cô. Rồi, thế cô chúc các bạn nhỏ cuối tuần một cuối tuần thật là vui vẻ nhá. Giờ cô xin chào các bạn. Xin chúc cô cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn Nguyễn Hoàng. Cảm ơn Hưng, cảm ơn Mai và Uyên ha. Cảm ơn các bạn ha.